kể chuyện cho bé. Câu chuyện nhà buôn và thợ cắt tóc. Ngày xưa ngày xưa, có một nhà buôn nọ rất giàu có và tử tế. Thế nhưng do một sự cố đáng tiếc, ông đã bị mất tất cả gia sản và trở nên nghèo khổ. Kể từ đó, không còn ai muốn làm bạn với ông ta nữa. Một ngày nọ, ông nằm ngủ và thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, một người đàn ông xuất hiện trong bộ quần áo nhà sư và nói: "Tôi là sự giàu có mà cha và ông nội của ông đã tích đức để lại. Ngày mai tôi sẽ đến nhà ông. Ông hãy cầm gậy và đánh vào đầu tôi để biến tôi thành vàng." Hôm sau, vợ của ông gọi một thợ cắt tóc đến cho ông. Đúng lúc ấy, có một nhà sư xuất hiện và nhà buôn bỗng hồi tưởng lại giấc mơ của mình ngày hôm qua. Ông đã làm đúng như những gì nhà sư nói trong giấc mơ, và điều kỳ diệu đã xảy đến. Nhà sư biến thành vàng. Ông gom vàng lại và cất giữ cẩn thận trong tủ của mình. Người thợ cắt tóc đã theo dõi toàn bộ quá trình kỳ lạ này. Ông rất sửng sốt và nghĩ rằng: "Có lẽ mình cũng nên đưa một nhà sư về nhà và đánh lên đầu họ để có một ít vàng." Nghĩ sao làm vậy, ông đã đến ngôi chùa ở gần đó và đưa về nhà một nhà sư, sau đó dùng gậy đánh vào đầu họ. Thế nhưng vàng thì không thấy đâu, mà chỉ thấy những nhà sư bị thương nặng. Nghe tiếng la hét, người dân xung quanh đã gọi cảnh sát, và thế là người thợ cắt tóc đã bị bắt. Các bạn ơi, câu chuyện trên là một câu chuyện không có thật. Cho nên khi các bạn muốn làm việc gì, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng, đắn đo, suy nghĩ trước hành động của mình. Có những việc tuy chúng ta chứng kiến tận mắt, xem tận mặt, nhưng thật ra nó không phải như chúng ta nghĩ. Và câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé thấy hay thì nhấn like và chia sẻ video nhé. Hẹn gặp lại các bé vào các video sau.